Alo, chào tất cả các em nhé. Hôm nay thầy hướng dẫn cho chúng ta bài đầu tiên, đó là bài nhân đơn thức với đa thức. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học về cái quy tắc để chúng ta thực hiện các nhân nhé. Một, đó là cái quy tắc các bạn đã biết nhân một số với một tổng hoặc là nhân một tổng với một số thì ta nhân số đó với từng số hạng trong tổng rồi cộng các kết quả với nhau. Thế thì đối với việc nhân đơn thức và đa thức cũng tương tự như vậy thôi, không khác gì cả. Ở đây thầy có thể đưa ra cho chúng ta luôn cái quy tắc, sau đó là thầy mô tả bằng công thức rồi chúng ta vận dụng nhá. Đây, chúng ta nhắc luôn cái quy tắc này cho thầy. Đây, các bạn quan sát này, muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Đấy, thế thì thầy mô tả bằng cái công thức như thế nào? Các bạn quan sát đây, tức là giả sử như A là đơn thức nhân với một cái đa thức đó là B cộng C chẳng hạn, thì cái này ta chỉ việc làm như sau: ta nhân vào này, A nhân vào B này, đấy, A nhân vào B rồi lại cộng với A lại nhân vào C, A nhân vào C, đấy đây này các bạn này, A vào B này, đấy thế sau đó lại A vào C. Đấy là cái cách thức của chúng ta làm, tức là ta đã nhân cái đơn thức A này với từng cái hạng tử, tức là từng cái đơn thức B và C của cái tổng B cộng C của cái đa thức B cộng C này, thì ta sẽ được các cái tích là tích A nhân B và tích A nhân C, ta cộng vào nhau như này. Đấy. Thế còn một cái trường hợp nữa là cái đơn thức mà xếp đằng sau thì sao? Xếp đằng sau đa thức thì cũng tương tự thôi. Đây, thầy lấy ví dụ như là B cộng C. Bây giờ lại nhân A về đằng sau. Thì chúng ta cũng vẫn nhân vào thôi. Nhưng mà anh nào xếp trước thì ta cho nó xếp trước, cứ trước mắt là như thế. Rồi là chúng ta tất nhiên là cái phép nhân nó có tính chất giao hoán, các bạn có thể thay đổi không sao cả nhá. Đầu tiên là B đến A này. Đấy, tức là B nhân A. Đấy. Thế sau đó là đến gì? Đến B, đến C, B rồi đến C để cộng với C nhân A. Đấy. Thì chốt lại cũng vẫn là nhân cái đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các cái tích với nhau, đúng chưa? Đấy. Đấy là cái hai cái thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta. Thế còn một cái nữa, chẳng hạn như nếu mà nhiều hơn một cái đa thức có nhiều hơn hai hạng tử thì thế nào, cũng vẫn tương tự thôi nhá. Đây ví dụ này là A này nhân với B cộng C cộng D chẳng hạn, thì cái này vẫn cứ là A nhân B này. Đấy, nhân vào thôi, đây A nhân B này, đầu tiên A nhân B, sau lại đến A nhân cộng với A nhân C này. Đấy, rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là A nhân gì? A nhân D, thế là cộng với A nhân D. Đấy, cứ theo quy tắc đấy các bạn làm nhá. Đấy, bây giờ chúng ta xem cái phần thứ hai. Dựa theo quy tắc này, chúng ta sẽ vận dụng phần thứ hai, đó là ví dụ đi, ví dụ vận dụng. Chúng ta đi vào cái ví dụ số 1. Ví dụ 1. Đây các bạn đợi thầy một chút, thầy sẽ lấy cái ví dụ cho các bạn. Ta sẽ thực hiện là phép nhân nhân cái đơn thức đó là 5x với cái đa thức là 3x bình trừ 4x cộng 1 như ở trên đây. Đấy. Thì các bạn thấy nào, thầy sẽ bằng này, thầy sẽ nhân cho các bạn xem này, bằng này. Đầu tiên ta lấy đơn thức là 5x, ta nhân với cái hạng tử thứ nhất là 3x bình, đây này, 5x này nhân với 3x bình, đấy, nhân cái thằng đấy đầu tiên. Thì cái này là sẽ nhân với 3x bình. Rồi chúng ta lại cộng với tiếp tục lại 5x lại tiếp này. 5x này nhân với cái hạng tử tiếp theo của cái đa thức chính là âm 4x. Đấy, các bạn nhớ nhá, nhìn cái dấu đằng trước của nó, cái dấu đằng trước của nó đấy. Nhiều bạn quên dấu trừ nhá. Nhân với âm 4x
Và cuối cùng là cộng với 5x. Chúng ta nhân với cái hạng thử cuối cùng, đó là số mấy đây? À, chính là 1. Đấy. Rồi, nhân với 1. Thì cái này các bạn nhân này, ta nhân cái phần số với nhau này, 5 nhân với 3 đây này là bằng 15. X này nhân với x bình này chính là x mũ 3. Đấy, nhân với hai cái lũy thừa cùng cơ số x thì cộng số mũ với nhau, x ở đây tức là x mũ 1 đây, các bạn hiểu thế, 1 thì cộng 2 thành x mũ 3. Thì nhắc lại qua một chút như thế. Tiếp theo này, 5 này ta nhân với âm 4 thì là bằng âm 20, cho nên đây là trừ 20 luôn. Đấy, cộng với âm 20 thì là trừ 20 luôn nhá. X này nhân với x thì trở thành x bình. Đấy, x bình đây này, x này với x này là x bình. Tiếp tục này, 5x nhân với 1 thì bằng chính nó. Đấy, viết luôn cộng với 5x cho nó nhanh. Như vậy là ví dụ 1 chúng ta đã thực hiện xong nhá, các bạn lưu ý thế. Chúng ta sang ví dụ 2. Ví dụ 2 sau đây. Các bạn quan sát đây. Chúng ta cũng sẽ nhân hai một cái đơn thức này với một cái đa thức. Đấy. Đơn thức ở đây chính là âm 2x mũ 3. Chúng ta nhân với từng hạng tử của cái đa thức, tức là chúng ta đầu tiên chúng ta nhân với x bình, sau đó chúng ta nhân với 5x, sau đó chúng ta nhân với âm 1/2. Đấy, các bạn nhớ nhìn cái dấu đằng trước của nó, sau đó cộng các tích với nhau, đúng chưa? Bây giờ ta bằng này. Âm 2x mũ 3 đơn thức này nhân với hạng tử thứ nhất là x bình, rồi cộng với âm 2x mũ 3 đấy, đơn thức này nhân với cái hạng tử thứ hai là 5x, cộng với đơn thức là âm 2x mũ 3 nhân với hạng tử cuối cùng là trừ 1/2. Đấy, bằng này, âm 2 nhân với 1 ở đây không có gì, tức là 1 hay không, ta để nguyên là âm 2. X mũ 3 nhân x bình là thành x mũ 5. Đấy, nhân hai lũy thừa cùng cơ số cộng tổng các số mũ với nhau giữ nguyên cơ số là x mũ 5. Tiếp tục này, âm 2 nhân với 5 ở đây rõ ràng là bằng âm 10. Đấy, âm 10. X mũ 3 nhân với x ở đây thì thành x mũ 4. Tiếp tục này, ta lấy âm 2 nhân với âm 1/2 thì âm nhân âm chắc chắn là ra dương rồi, đây là cộng. Cái số 2 này là hiểu là số 2 ở trên tử nhá, 2 là 2/1 mà. 2 trên tử thì cái số 2 dưới mẫu này rút gọn đi. 2 trên tử này với 2 dưới mẫu rút gọn đi. Vậy là còn lại là 1, vậy thì không cần viết nữa. Ta sẽ viết là x mũ 3 là xong. Đấy, 1 nhân x mũ 3 thì vẫn là x mũ 3. Đấy. Thế là cái ví dụ số 2. Chúng ta chuyển qua cái ví dụ số 3. Ví dụ 3 nhá. Đây các bạn quan sát đây. Ví dụ 3 ở đây là cái đơn thức để viết ra phía đằng sau. Đấy, như thầy đã chú ý ở cái phần công thức rồi. Đấy, đây này. Đơn thức ở đằng sau. Đa thức thì có hạng tử thứ nhất là 3 x mũ 3y, hạng tử thứ hai là trừ 1/2 x bình, hạng tử thứ ba là 1/5 xy. Đấy, các bạn nhớ nhá, cái hạng tử số 2 là có dấu trừ đằng trước đây này, đọc cả dấu trừ của nó nhá. Thì cũng vẫn nhân như bình thường thôi, vẫn nhân cái đơn thức với từng cái hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tuy nhiên là các bạn thấy ở đây là cái đơn thức xếp đằng sau, thì cái gì viết đằng sau ta cũng viết sau cũng được, không được gì phải lo ngại chỗ này. Cái này ta bằng này, đầu tiên ta lấy cái hạng tử này này, đầu tiên hạng tử là 3 x mũ 3 y, ta nhân với đơn thức là 6 x y mũ 3, rồi ta mới lại cộng tiếp tới cái hạng tử thứ hai là gì đấy, âm 1/2 x bình, chúng ta nhân với đơn thức là 6 x y mũ 3. Đấy, cộng với hạng tử thứ ba là 1/5 x y, ta nhân với đơn thức là 6 x y mũ 3. Đấy, ta nhân từng hạng tử của đa thức với đơn thức rồi cộng tiếp vào các cái tích với nhau nhá. Bằng này, bây giờ chúng ta thực hiện nhân thôi. Ta nhân phần hệ số này, 3 nhân với 6 thì bằng 18. X mũ 3 này mới x bình này, à mới x này thì là thành x mũ 4. Đấy.
y này mình y mũ 3 này thành y mũ 4. Đấy. Tiếp tục này, ta nhân cái phần hệ số âm 1/26, âm nhân dương chắc chắn là ra âm rồi. 1/2 nhân 6 thì ta thấy là 6 trên tử 2 dưới mẫu, 6 chia cho 2 bằng bằng 3. Đấy. X bình này nhân với x ở đây, x bình này nhân với x ở đây thì nó ra được x mũ 3. Y này y mũ 3 một mình đó để nguyên y mũ 3. Tiếp tục này. Đây là hệ số là 1/5, đây là 6, 6 này hiểu các bạn là trên tử nhá, 6/1 đấy. Thì nhân với 1/5 thì 6 trên tử, 5 dưới mẫu, vậy thì nó là 6/5. Đấy các bạn cộng với 6/5. X ở đây nhân với x ở đây là thành x bình phương. Y mũ 3 thì gọi là thành y mũ 4. Đấy, nhân hai với những thừa cùng cơ số cộng số mũ với nhau giữ nguyên cơ số nha. Đấy, thế là xong, ví dụ 3 đã xong. Đấy, các bạn thấy rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn cả. Chúng ta xem một cái ví dụ cuối cùng. Ví dụ số 4. Đây các bạn quan sát. Các bạn quan sát ví dụ số 4. Một mảnh vườn hình thang có đáy bằng 5x cộng 3 mét, đơn vị là mét nhá. Và 3x cộng y mét. Đấy có hai đáy, họ cho hai đáy rồi đấy. Một đáy là 5x cộng 3 mét, một đáy là 3x cộng y mét. Chiều cao là bằng 2y mét. Đấy, người ta cho như thế. Các bạn đợi thầy lấy cái câu hỏi. Câu hỏi đây. Câu hỏi là đặt ra là đầu tiên, hãy viết biểu thức tính diện tích của mảnh vườn nói trên theo x và y. Bước thứ hai là tính diện tích của mảnh vườn nếu cho x bằng 3, x bằng 3 mét và y bằng 2 mét. Ê, chúng ta ghi lời giải. Cái ý thứ nhất đó là diện tích mảnh vườn theo x và y đúng không? Đây, chúng ta ghi là diện tích. Diện tích của mảnh vườn. Chúng ta thấy là cái mảnh vườn này là hình thang đúng không? Đây là hình thang đây này. Thì đơn giản thôi. Muốn tính diện tích hình thang thì ta cộng tổng hai đáy, ta biết được đáy lớn đáy bé rồi thì ta gọi là đáy lớn cộng với đáy bé. Xong rồi được nhân với chiều cao rồi chúng ta chia hai. Đấy có một cái bài bài thơ về một cái câu thơ về tính diện tích hình thang đấy. Muốn tính diện tích hình thang đáy lớn đáy bé ta đem cộng vào nhân với chiều cao chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra đúng không, các bạn nhớ như thế. Thế thì ở đây chúng ta thấy này, tuy là chưa biết đáy lớn đáy bé nhưng người ta đã cho hai đáy rồi, hai cạnh đáy đấy, nên là hai đáy. Đáy thứ nhất là gì? Đáy thứ nhất là 5x cộng 3 mét, đáy thứ hai là 3x cộng y mét. Đấy là chúng ta đơn vị ở đây là mét nhá, đơn vị đến mét đây là đơn vị. Đấy, chúng ta biết hai đáy, chúng ta biết chiều cao nữa rồi thì chúng ta cứ vận dụng công thức thôi nhá. Đây đầu tiên là ta cộng tổng hai đáy, đáy thứ nhất là 5x cộng 3, ta cộng với đáy thứ hai là 3x cộng y. Đấy, đây là đáy thứ nhất này, đây là đáy thứ hai này, cộng vào rồi thì chúng ta nhân với, đóng vào ngoặc vào, chúng ta nhân với chiều cao là 2y, xong rồi chúng ta chia đôi lấy nửa đúng không, chia cho 2. Đấy thế thôi. Thì đây chính là cái biểu thức tính cái diện tích mảnh vườn. Chúng ta thể viết gọn lại một chút nhé, biến đổi một chút. Cái này bằng cái chúng ta phá ngoặc ra, xong rồi chúng ta tính này, 5x này cộng với 3x này là 8x này. Đấy. 3 này cộng y thì thôi ta cứ viết cộng y trước, rồi là cộng với mấy, cộng với 3. Đấy, đóng vào ngoặc vào, ta biến đổi trong cái ngoặc vuông đấy. Thế còn nhân với 2y mà chia cho 2 thì là chắc chắn là chỉ còn là gì? Chỉ còn là nhân với y thôi. Đấy, thì đấy là cái biểu thức. Ý tiếp theo này, dấu trừ tiếp theo, đây là dấu trừ thứ nhất này, dấu trừ thứ hai.
người ta yêu cầu tính diện tích mảnh vườn nếu như x bằng 3 và y bằng 2 mét. Đấy, ta có này. Nếu x bằng 3 mét, y bằng 2 mét. Thầy quên ghi đơn vị ở đây là diện tích là mét vuông nhá. Đấy, diện tích là mét vuông. Rồi, nếu x bằng 3 mét, y bằng 2 mét thì chúng ta thay vào thôi. Thì ta nói là ta được được diện tích của hình thang ở đây chính là cái mảnh vườn đấy đúng không? Sẽ là thay vào đây thôi, đây này. Các bạn thấy đây này, đây chính là cái công thức diện tích mà chúng ta tính ở đây. Bây giờ chúng ta thay vào x bằng 3, y bằng 2 và thay vào đây là 8 nhân mấy? 8 nhân x tức là 8 nhân 3. Cộng với y tức là cộng với 2. Rồi cộng 3. Rồi tất cả nhân với y tức là nhân với 2. Chúng ta triển khai ra bằng mấy? À, 8 nhân 3 là 24 này, 24 với cả 2 này là 26, 26 với 3 là 27. 27 nhân 2 là bằng 54 không? 54. Đơn vị sẽ là mét gì? Mét vuông. Bởi vì sao? Bởi vì số đo các cạnh ấy, chỉ số ở đây là mét mét đấy, cho nên là đây sẽ là mét vuông. Thì đây chính là đáp số cuối cùng nhá. Đấy, diện tích là 54 mét vuông. Thế còn đây cái đáp số ở trên này là cái biểu thức diện tích tính theo x và y của cái hình thang nhá. Thế thôi, bài học hôm nay thì chúng ta chỉ cần lưu ý cho thầy như thế nhá. Các bạn đặc biệt chú ý các cái số hạng trong cái đa thức, có cái dấu âm đằng trước ấy, đấy, quan trọng ở chỗ đấy nhá. Thế xong các bạn triển khai các cái công thức này là ra thôi nhá. Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong rồi. Bữa sau thì chúng ta tiếp tục phần bài tập nhá. Chào tạm biệt các em.